Uống chứ, làm gì làm gì đi uống coi, chuẩn bị gì không đi? À, khoảng 3 giờ về. Cái gì? Ở quê nó vô nó đem tiêu lên. Em mới hỏi mấy giờ, 3 giờ về. 3 giờ về. 6 giờ về thăm ổng luôn. Thôi về tới thôi rồi ông ơi. Không thấy đường về. Trời ơi trời, này thắng chân rồi. Thắng chân rồi, tôi rồi mắt mờ tay run rồi cha nội ơi. À đây số lượng nè, mai nè họ đem vô nhà để họ ghép mấy bạn. Đây là mai vàng chuyển ghép hết sang cái giống mai Đại Lộc á. Đây. Mình sẽ giới thiệu với bạn xem một số gốc mai đẹp ha. À đây, mai này toàn bộ là mai ghép. Đây, lên tược hết rồi, không có lên tược rồi. À, bạn thấy không? À, lên tược rồi nè. Nè, lên tược nè. À, lên tược nè. Lên tược rồi, thấy chưa? Bạn thấy không? Đây nè, nó lâm tược nó lên hết nè. Còn cái này ghép bo, ghép vô đây là ghép bo, ghép vô cây mai là cây mai tứ quý. Mai tứ quý rồi ghép mai Đại Lộc vô. À. À, thấy năm chọi. Đây năm chọi hết rồi ha. À. À, chọi hết. Đây, cây mai là mai tứ quý đây bạn đúng không? À, mai tứ quý nè. À, mai tứ quý ghép vô này bạn. À. Đây nó mát, ghép cây nào tỷ lệ sống rất là cao. Khu vực thì gió nó nhiều nó mát. Như lại sống hầu như là 100% á. Đây. Cái mai cũng đang ghép hết rồi. Cái mai đẹp thế này họ xả. Xả hết rồi ghép vô cái giống giống Đại Lộc hết rồi bạn. À, làm theo toàn bộ giống Đại Lộc. Đây ghép giùm cho ai cái mai nhỏ xíu này đây đây. À. Nhỏ xíu à. Góc mày quái này. Đây. Tiểu Thơ giờ cũng chạy. Đây không? Đây họ ghép hết, đang ghép rồi bạn. Đang ghép. Giờ đi quay vậy? À. Vậy là làm thợ gì mà đi quay phim vậy ta? Ông lên video đi, lên quay cho bà. Ông thợ nhà này mày đánh nợ nó không có bị bà lộn gọi cho hai người gọi cho con gọi cho con nghe chưa? Cái nào thì con đi. Con sữa hả? Con quý lắm. Bao nhiêu cái con quý. Ủa ông Thanh có coi sinh nhật có bà ngoại không? Lên TV không gõ coi có gì đâu. Lên TV á. Mở TV đã có cho nó. Bữa hôm là quay cái clip sinh nhật bà ngoại á. Giờ mở TV ra coi, chưa nó mở TV ra coi. Ừ TV ra coi. Chưa chút nó mở ra coi. Coi sinh nhật có bà ngoại á. Facebook kia mở gì? Mở TV coi, mở TV đi, TV mở YouTube lên là coi được à. Ghê vậy ta? Ờ. Cái gì đâu ghê, được thôi. Đẹp quá mấy bạn ha, đẹp không? Quá đẹp luôn á. Còn đây là cái số mai Đại Lộc nè, mai vàng ghép mai Đại Lộc nữa bạn. Mai nó bung hết nè, thấy không? À, bung nhánh nó bung tược đẹp ghê không? Cây mừng mỡn ha. Mới ghép này được cái chừng 2 tháng là 12 tháng bạn thấy không, là lá dài như thế này. Đây nè, đây là nguyên một cái, mấy cái chậu đây là cũng 2, 4, 6, 8, 10, 12 chậu. À, 12 chậu mà mới ghép đây mà nay nó lên chậu nào cũng lên cây nè, lên tốt rồi cây nè. À, đây nè. À, ngay cái thời điểm này thì mình chưa cần thiết để mình tháo này đâu, mình cứ để từ từ để cho nó bám chặt vô bạn, đừng có tháo sớm quá nha. Nè, như cây nó lên dài như thế này để mà người ta vẫn chưa tháo nè, là vẫn còn giữ cái sợi ni lông quấn rồi đây. À, thấy không? À, đây quá trời không bạn. Nó cái lá mà nó dài nó to thế này mà nó mừng mỏng thế này nó hơi cái màu đỏ rồi là nó báo hiệu là cái cây nó phát triển tốt các bạn, nó phát triển tốt đấy. À, đây quá trời không, thấy không, một dọc đây nè, lên hết tỷ lệ sống như hầu như là 100%, đúng rồi, tỷ lệ sống 100%. Tại cái khu vực này khi mình ghép khu vực này á, thì cái khí hậu đây nó mát lắm, nó không có nóng. Thường nó nóng nó bị khô, nó khô nhánh. Đó, thấy không? Đây người ta để lên cái trời lá thế này đây. À. Trên đây bạn thấy không? Cái trời lá, à, trời lá đó. Dưới đây gió rất là mát.
mát thì cây nó mới phát triển được, chứ mình trồng ở trên sân thượng mà nó khí hậu nó khô quá, nó bê tông nó thổi lên nó nóng, từ miếng bê tông nát lên đó, nó làm cho mấy cái nhánh non nó bị khô hết. À, đẹp ha, đó số lượng cây này nhìn thấy ghiền luôn ha, đó ghiền luôn đó. Lên quá trời luôn. Lên quá trời.